ngày tốt để khai trương, mua xe, sửa nhà, ký kết hợp đồng và những cái công việc quan trọng trong cuộc sống trong cái tháng 3 năm 2023 dương lịch. Thì hôm nay Quảng Tòng đã tổng hợp xong những cái ngày tốt trong cái tháng 3 dương lịch này. Trên cơ sở vẫn là ngày âm lịch nhưng Quảng Tòng đã chuyển sang ngày dương lịch để thuận tiện hơn cho anh chị em chúng ta sử dụng trong cái ứng dụng cái cuộc sống hàng ngày. Trước tiên, đó là ngày 1 Tây tháng 3 dương lịch, có can chi là Mậu Ngọ. Như vậy, tuổi Tý và tuổi Ngọ là do bị xung và bị hình nên chúng ta không dùng được ngày hôm nay. Mà tuổi Tý và tuổi Ngọ thì nên dùng ngày khác, còn tất cả các con giáp còn lại đều có thể dùng được ngày 1 Tây tháng 3 này. Ngày 5 Tây tháng 3 là có can chi là Nhâm Tuất. Thì tuổi Thìn và tuổi Mùi là chúng ta lại không sử dụng được ngày này, mặc dù là ngày tốt. Tuy nhiên đối với tuổi Thìn và tuổi Mùi là bị xung và bị hình nên chúng ta không dùng được ngày hôm nay, chúng ta nên dùng vào ngày khác. Ngày 6 Tây tháng 3 có can chi là Quý Hợi. Thì tuổi Tý và tuổi Hợi chúng ta không dùng được, chúng ta nên chọn vào ngày khác. 8 Tây tháng 3 có can chi là Ất Sửu. Như vậy là tuổi Mùi và tuổi Tuất chúng ta không dùng được ngày hôm nay, chúng ta nên chọn ngày khác. Ngày 11 Tây tháng 3 có can chi là Mậu Thuần, Mậu Thìn thì tuổi Thìn và tuổi Tích và tuổi Tuất là chúng ta không dùng được. Ngày 13 Tây tháng 3 có can chi là Canh Ngọ thì tuổi Tý và tuổi Ngọ, mặc dù là ngày tốt nhưng tuổi Tý và tuổi Ngọ thì chúng ta nên dùng vào ngày khác. Tiếp theo là ngày 14 Tây tháng 3 có can chi là Tân Mùi. Tuổi Tân Mùi thì tuổi Sửu thì chúng ta không nên dùng vào ngày hôm nay, chúng ta nên dùng vào ngày khác. Ngày 18 Tây tháng 3 có can chi là Ất Hợi. Thì tuổi Tỵ và tuổi Hợi chúng ta không dùng được ngày hôm nay. Ngày 20 tháng 3 có can chi là Đinh Sửu. Thì tuổi Tuất và tuổi Mùi chúng ta không dùng được. Ngày 23 Tây tháng 3 có can chi là Canh Thìn. Thì tuổi Thìn và tuổi Tuất chúng ta không dùng được. Ngày 25 Tây tháng 3 có can chi là Nhâm Ngọ. Như vậy là tuổi Tý và tuổi Ngọ chúng ta không dùng được. Ngày 26 Tây tháng 3 có can chi là Quý Mùi, như vậy là tuổi Sửu chúng ta không dùng được, chúng ta nên chọn ngày khác. Ngày 30 tháng 3 có can chi là Đinh Hợi, như vậy là tuổi Tỵ và tuổi Hợi chúng ta không dùng được. Thì sau đây Quảng Tòng tổng hợp lại tất cả những ngày tốt trong cái tháng 3 dương lịch này, bao gồm ngày 1 Tây, ngày 5 Tây, ngày 6 Tây, ngày 8 Tây, ngày 11, ngày 13, ngày 14, ngày 18, ngày 20, ngày 23, ngày 25, ngày 26 và ngày 30. Như vậy là Quảng Tòng đã chọn xong những cái ngày tốt trong cái tháng 3 năm 2023 dương lịch này để anh chị em chúng ta có thể mua xe, sửa nhà, khai trương hoặc ký kết hợp đồng và những cái công việc quan trọng trong cuộc sống. Thì ngày mà Quảng Tòng nói mà chia sẻ đó là ngày dương lịch, trên cơ sở vẫn là ngày âm lịch chuyển qua ngày dương lịch. Nếu quý anh chị em có điều gì thắc mắc thì xin vui lòng comment, đặt câu hỏi và nhớ bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Quảng Tòng xin chào và hẹn gặp lại anh chị em ở những video tiếp theo.